kính thưa quý vị hôm nay anh chi tiếp tục gửi đến quý vị câu chuyện về cậu du học sinh việt nam tại úc đã dẫm đạp và nhục mạ cờ vàng bài được cập nhật từ trang facebook pa huy nguyễn kính thưa quý hội đoàn đoàn thể và quý đồng hương Thông báo số 3 cập nhật thông tin về việc du học sinh nhục mạ cờ vàng tại trường Merrickville, New South Wales. Sau khi nhận được sự ủng hộ của nhiều dân biểu cấp tiểu bang và liên bang về việc nhục mạ cờ vàng tại Merrickville, Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales, ông David Elliott, đã điều động đơn vị chống khủng bố và hận thù vào cuộc điều tra. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện cùng đơn vị tại văn phòng cộng đồng vào ngày 11 tháng 5. Vụ việc tại Merrickville không đơn giản là một hành động phá rối nơi công cộng hay phá hủy tài sản mà nghiêm trọng hơn là hành vi công khai đe dọa kích động bạo lực vì lý do chủng tộc, chính trị và nguồn gốc sắc tộc. Hôm nay cảnh sát đã thông báo với chúng tôi là đồn trưởng của Inner West Police và Fairfield Police đã được chỉ thị mở hồ sơ và xem xét vụ việc cờ vàng theo khía cạnh tội ác hận thù chống lại người Việt quốc gia tại New South Wales. Đơn vị chống khủng bố và hận thù sẽ tiếp tục làm việc cùng với cảnh sát địa phương để giải quyết vấn đề thật thích đáng. Thỉnh nguyện thư online của cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã nhận được gần 10.000 chữ ký trong 5 ngày. Chúng tôi sẽ gửi các chữ ký đến Bộ trưởng Di trú, yêu cầu xem xét lại chiếu kháng tạm trú của tất cả các học sinh liên quan đến vụ việc trên sự hiện diện của các cá nhân này có thể hoặc sẽ có thể là một nguy hại đoán trước đối với sự an toàn và trật tự tốt đẹp của một cộng đồng tại úc do đó chúng tôi yêu cầu bộ trưởng di trú thực hiện quyền tổng trưởng hủy chiếu kháng tức là visa của những cá nhân này bộ sắc tộc new south wales cũng đã lên tiếng trên truyền thông và lên án vấn đề hận thù sắc tộc Lời nói căm thù, đe dọa và miệt thị người khác dựa trên văn hóa, nguồn gốc chủng tộc là không thể chấp nhận. Việc bày tỏ sự căm ghét đối với một nhóm người chỉ vì họ thuộc một cộng đồng là tội ác. Nước Úc sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất, mang lại sự an toàn và cuộc sống bình đẳng cho tất cả người dân. Mọi hành động khiêu khích, kích động bạo lực sẽ không được dung túng. Dân biểu tiểu bang New South Wales vùng Fairfield, ông Guy Zengari, đã ghi nhận ngày quốc hận 30 tháng 4 tại Quốc hội New South Wales vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Quan trọng hơn hết, dân biểu liên bang vùng McMahon, ông Chris Bowen, đã phát biểu tại Quốc hội liên bang về vụ việc cờ vàng hôm 12 tháng 5. Ông nói mặc dù lá cờ vàng đã không còn đại diện cho một quốc gia từ năm 1975, nhưng đây là lá cờ luôn được tôn trọng tại Úc. Đây là lá cờ mà đa số người dân xem như đại diện cho tự do và dân chủ. Đây là lá cờ mà quân đội Úc đã cùng chiến đấu và hy sinh đây là lá cờ được đặt trên huy chương của quân đội mỹ và quân đội úc đây là lá cờ được rất nhiều chính quyền địa phương công nhận bao gồm cả thành phố fairfield của new south wales các đại diện chính phủ đã vinh danh lá cờ này trong rất nhiều chương trình cộng đồng chẳng hạn như trong dịp tết nguyên đáng lá cờ này đã bị sỉ nhục một cách bạo lực và chà đạp lên đây là một hành động đáng khinh ông khẳng định sẽ đứng về phía cộng đồng người việt tự do new south wales đây là lá cờ đại diện cho tự do dân chủ mà quân lính Úc đã cùng với chính phủ Việt Nam im lặng chiến đấu và rất nhiều người Việt đã hy sinh. Tất cả những hành động bạo lực nhằm sỉ nhục lá cờ cần được chính quyền Úc và cảnh sát xem xét một cách nghiêm khắc. Chúng tôi đính kèm link của dân biểu liên bang vùng McMahon, ông Chris Bowen, vinh danh cờ vàng tại Quốc hội Úc Canberra. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và cập nhật đến quý đồng hương các thông tin mới nhất. Trân trọng! Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales.